Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bảo mật tài khoản Facebook ha. Đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Facebook của mình. Ok. Đó, mình sẽ vào trang cá nhân ha. Đó thì đây là trang cá nhân của Đạt Ma Trung. Các bạn nào chưa kết bạn với mình thì hãy nhấn vào nút kết bạn ha. Ok. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên sổ xuống. Mình sẽ vào cài đặt ha. Đó. Rồi. Sau đó mình sẽ vào bảo mật và đăng nhập. Đó. Thì ở cái ô đầu tiên nó sẽ hiển thị ra những cái thiết bị mà các bạn đã từng đăng nhập trước đây. Nếu mà các bạn thấy những cái thiết bị nào lạ thì mình hãy thoát ra ha. Mình nhấp vào cái dấu ba chấm này và mình đăng xuất ra để nó thoát khỏi cái thiết bị mà lạ lạ đó. Ok. Đó, mình sẽ thoát ra mấy cái này. Rồi. Hoặc các bạn cũng có thể đăng xuất hết những cái thiết bị này ha. Ok. Tiếp theo, các bạn sẽ đổi mật khẩu. Trong cái phần đăng nhập này, nó có một cái mục là đổi mật khẩu ha. Mình sẽ vào chỉnh sửa. Đó, mình nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới. Nhập lại mật khẩu mới đây. Thì mật khẩu các bạn nên dùng kết hợp nhiều ký tự chữ hoa, chữ thường, chữ số và một số ký tự đặc biệt ha, để cho nó bảo mật. Và mình nên đặt dài dài khoảng chục ký tự ha. Ok. Rồi, cũng trong phần đăng nhập này nó sẽ cho các bạn đăng nhập bằng ảnh đại diện. Các bạn cũng có thể bật lên. Mình sẽ đăng nhập bằng ảnh đại diện ha. Đó. Rồi, tới phần thiết lập bảo mật bổ sung thì các bạn sẽ bật những cái tính năng này. Thứ nhất là nhận cảnh báo về đăng nhập không nhận ra. Nghĩa là khi mà các bạn đăng nhập ở một thiết bị mới, một cái điện thoại mới hoặc một máy tính lạ thì nó sẽ gửi cái tin nhắn về cái điện thoại chính của mình là có đồng ý hay không ha. Các bạn cũng nên bật đi. Vì khi mà người lạ xâm nhập vào cái tài khoản của mình nó sẽ báo về cái điện thoại của mình ha, để mình biết và mình xác nhận là không phải mình. Ok, các bạn sẽ vào đây và mình bật lên. Đó, mình sẽ chọn là nhận thông báo ha, nhận tin nhắn và nhận email. Ok, rồi mình sẽ lưu lại. Nó sẽ gửi thông báo về tài khoản Facebook trên điện thoại của mình, trên tin nhắn Messenger và trên email ha. Ok. Rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng xác thực hai yếu tố, các bạn cũng bật lên luôn. Đó. Thì mình sẽ xác thực qua tin nhắn SMS ha. Các bạn sẽ cài đặt số điện thoại mình ở đây. Số điện thoại mình đang sử dụng ở đây để mình nhận số tin nhắn bảo mật. Đó. Hoặc các bạn có thể sử dụng khóa bảo mật. Ở đây nó dùng khóa bảo mật USB ha. Mình thì hiện giờ chưa có xài này. Khóa bảo mật USB. Đó. Ok. Rồi. Và các bạn chọn từ 3 cho đến 5 người bạn mà các bạn thân nhất để mình nhận tin nhắn khi mà bị tài khoản Facebook bị khóa ha. Đó. Thì mình sẽ chọn một trong 3 đến 5 người bạn, người thân trong gia đình hoặc những bạn bè tin cậy để khi mà mình tài khoản Facebook mình bị khóa thì mình sẽ nhờ những người này gửi cái mã đăng nhập cho mình. Ok. Đó. Rồi. Vậy hết rồi ha. Vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share
hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.